Cũng thông tin với tin vui với mọi người nha, đó là ông Đào Minh Quân đã chính thức từ thủ tướng lên làm tổng thống và đã thành lập là chính À. phủ Đào Minh Quân rồi. Nên là mọi người cũng nên kiến nghị cho bệnh viện tâm thần Biên Hòa tổ chức cho các bệnh nhân liên quan chúc mừng ông Đào Minh Quân vậy hết các bạn. Đấy là trong đợt này thì các cái đợt kêu gọi biểu tình đợt này vào ngày 7 tháng 7 tới đây thì như tôi chiều giờ cũng nhận được khá nhiều thông tin kêu gọi biểu tình vào ngày 7 tháng 7 đấy. Thì cũng như những lần trước thì đây là một cái hoạt động nó cũng mang tính chất là kích động người dân để mà kích động người dân rất là nhiều, mà chủ yếu của nó là vẫn như lần trước, có nghĩa là làm sao gây ra náo loạn. Mục đích của nó là gây ra náo loạn, vẫn là những cái chiêu cũ, đó là mạo danh lực lượng an ninh để mà tấn công vào chính đoàn biểu tình, sau đó gây náo loạn và gây ra sự bạo loạn. Và mục tiêu hướng đến lần này của nó theo như một vài thông tin đó là địa điểm là Cần Thơ. Tuy nhiên thì một vài thông tin khác cho thấy đây là một số hoạt động nhắm tới các cái đơn vị nhà máy, các công ty của Trung Quốc. Cho nên là về cơ bản thì tôi cũng hy vọng rằng là các đơn vị chức năng, các cơ quan của mình cũng đã có sự chuẩn bị, và nhất là cái sự kêu gọi này nó mang tính chất là bạo động, thì cái việc sử dụng các biện pháp mạnh như là trấn áp các cái sự bạo động cũng nên chuẩn bị, chứ không có bị động như cái lần ở Bình Thuận như lần trước, nó sẽ thiệt hại cho ta nhiều. Đây là sự kêu gọi mang tính chất là bạo lực và bạo động. Để, cho nên là chúng ta cũng không cần phải lăn tăn cái chuyện sử dụng các biện pháp mạnh để mà trấn áp. Đó. Là thông tin với mọi người là sắp tới đây đó là các cái bản dự thảo về luật đặc khu kinh tế đó cũng sẽ được các cái cơ quan truyền thông họ sẽ đăng tải để mà lấy ý kiến nhân dân, tiếp tục lấy ý kiến nhân dân. Vì vậy cho nên là trong thời gian này là các bạn hạn chế nói về luật đặc khu, bởi không khéo chúng ta sẽ nói sai với cái bản dự thảo sắp tới đây. Do đó là cũng gửi lên các bạn, có viết có nói thì cũng nên hạn chế về cái điều mà đang chưa rõ. Trong mấy ngày nay thì rất là nhiều người rất là thắc mắc là tại sao mà cứ ra đường lúc này công an nhiều. Lý do mà ra đường công an gần đây nhiều là do chính các bạn tự tạo ra cái sự mất an toàn, mất an ninh cho xã hội. Chính các bạn là tham gia các cái hoạt động tụ tập biểu tình trong cái đợt vừa rồi, gây ra một số các cái thiệt hại cũng như là gây ra sự náo loạn xã hội trong một cái khoảng thời gian nó tương đối dài, làm cho cái an toàn an ninh của ta đấy nó bị ảnh hưởng. Do đó cho nên là lực lượng chức năng trong suốt mấy ngày qua, trong suốt mấy tuần qua người ta phải căng thẳng, các bạn thấy lúc nào cũng phải túc trực 100% để đảm bảo an toàn cho tất cả người dân chúng ta. Do đó cho nên là tôi hy vọng rằng là để đảm bảo an toàn cho chính chúng ta thì chúng ta cần tránh xa tất cả những cái tụ điểm, những cái chúng ta cần phải tránh xa tất cả những cái địa điểm mà tụ tập đông người, có thể nó sẽ gây tổn hại cho chính chúng ta và gây tổn hại cho nhiều người, cũng như là làm cho cái sự náo loạn như gây ra ách tắc giao thông hay là những cái việc khác, nó sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người. Do đó là tôi hy vọng là dân Việt chúng ta đừng có cố gắng uống cái liều thuốc gọi là chết nhát giùm tôi cái. Chứ mà tôi thấy ở chỗ nào có súng đạn là chắc chắn là ló đầu ra, chắc chắn dòm cái nó ra làm sao, nên là cuối cùng ra lại gây ách tắc nhiều hơn. Nên là cố gắng mà tôi trao đổi với bà con, với các bạn là cứ thấy điểm nào đông người, càng đông người càng tránh xa càng tốt để cơ quan chức năng ta lo. Bởi vì lúc này là các bạn có để cơ quan chức năng lo rồi, tại vì lúc này nó có kêu gọi biểu tình, sự an toàn của chúng ta cần phải tránh đi để cho các cơ quan chức năng họ làm tốt nhiệm vụ của họ, như là cứu thương hay là giải tán đám đông hay là trấn áp tội phạm. Đó là cái mà chúng ta cần làm trong mấy ngày này để tránh cái trường hợp là chúng ta bị tấn công quan, ví dụ như là nó muốn gây ra một sự náo loạn trong một đoàn biểu tình đi dài này, tự nhiên nó giả dạng công an nó vô nó lụi cho ăn dao cái
Ok, bắt đầu la làng lên là công an đánh dân. Lúc đó là mọi người tụ tập tập trung lại tấn công vào lực lượng cảnh sát công an, thế lúc đó là gây náo loạn lên, lúc đó là rất là khó kiểm soát. Lúc này là không biết ai là công an, ai là công an giả, giả lẫn lộn, lúc đó chúng ta lại rắc rối. Tôi hy vọng là các bạn cố gắng tránh xa tất cả những cái điểm đông người có thể gây hại cho chúng ta. Lúc này không phải là lúc biểu tình nêu ý kiến nữa rồi, bởi vì lúc này nó đã có sự nhúng tay của các tổ chức phản động và nó muốn náo loạn đất nước chúng ta. Nhìn sang các nước mà gọi là mùa xuân Ả Rập, nhìn sang Trung Đông, nhìn sang Libya, nhìn sang những cái nước như Syria chẳng hạn, Ukraine chẳng hạn, ta thấy sự bạo loạn nó tạo ra sự tổn hại cho đất nước như thế nào, để chúng ta lấy đó làm bài học và biết được rằng là đất nước chúng ta ngày nay chúng ta có đủ các quyền để chúng ta kiến nghị các cơ quan chính phủ, cơ quan chức năng, người ta đúng cái chức năng của cái hoạt động là đưa ra các chủ trương chính sách đúng đắn để xây dựng nhà nước. Dĩ nhiên là trong đất nước ta là trong quá trình phát triển, trong quá trình hoàn thiện một xã hội, chúng ta phát sinh ra nhiều cái phức tạp như tham nhũng này, như lúc này quá trình phát triển xã hội, hoàn thiện xã hội luôn luôn nó có những cái như thế, và chúng ta đi đến đâu chúng ta gỡ đến đó. Chúng ta cố gắng chúng ta gỡ và như thế để xã hội hoàn thiện thì chúng ta cũng sẽ trải qua đau thương nhiều hơn. Và khẳng định rằng là một cái xã hội tiến bộ như nước Mỹ hay nước Nhật chẳng hạn, nó cũng đã từng trải qua một cái giai đoạn phát triển như chúng ta, và cái giai đoạn đang phát triển của Mỹ, của Nhật thì nó cũng đầy rẫy tham nhũng, nó cũng đầy rẫy các quan liêu, nó cũng có những bất công xã hội. Và vì vậy cho nên là chúng ta, xã hội ta chậm hơn nó thì dĩ nhiên là xã hội chúng ta cũng... thì lúc đó là xã hội chúng ta cũng phải có những cái phức tạp giống nó. Do đó các bạn cũng phải biết rằng là chúng ta có điều kiện để chúng ta góp ý, đóng góp xây dựng. Xây dựng xã hội của mình theo cái quyền hạn của mình, đó là quyền góp ý kiến ở trong các cái cuộc họp dân phố này, trong các cuộc họp do phường, xã, huyện, quận tổ chức, là chúng ta đến đó chúng ta đưa ý kiến của mình lên. Đó chính là cái cách mà ta xây dựng và đóng góp cho xã hội, chứ không phải là bước ra đường chúng ta la lớn lên như thế ai nghe. Một cái nơi hỗn loạn như thế nó sẽ xảy ra rất là nhiều, chúng ta biết nơi hỗn loạn là nơi móc túi này, nơi hỗn loạn là cái nơi xảy ra các cái tội phạm ở trong đó, nó chen lấn vô đó cái tổn hại chúng ta. Nên các bạn cũng cẩn thận tránh xa những cái điểm đông người, tránh xa ra để tránh. Ok, để mình tiếp lời là có nghĩa là nó lựa lựa vào cái thời cơ của đám đông, mà ở đây á, trong vấn đề ví dụ chẳng hạn móc túi hay là giật giọc thì thật ra không phải là cái vấn đề mất an ninh mà có, nhưng bọn này nó dùng cái thủ đoạn là khi tụ tập đông người nó cố tình nó làm ra điều đó để nó vu vạ cho cái xã hội Việt Nam đang bị loạn về vấn đề này đó. Nên tất cả các anh chị cũng phải tìm hiểu cho kỹ và cũng phải hiểu được những cái chiêu trò của bọn nó, để mà mình thứ nhất là mình vạch mặt những cái bọn này, cái thứ hai nữa mình tiếp tay với lực lượng an ninh để giải tán những cái thành phần mà để chống phá, làm mất đi cái trật tự an ninh xã hội của chúng ta. Tôi hy vọng là sẽ có nhiều quần chúng nhân dân cùng với cơ quan chức năng, cùng với cơ quan công an phát hiện và tố giác tội phạm trong ngày trên mạng xã hội chúng ta thông tin kêu gọi biểu tình Thì qua động, chúng ta báo cho cơ quan chức năng liền. Mạng lắc quá. hello anh Tài Lũ, Không anh, bây giờ lúc ngay nãy lúc này là chúng anh ta đi thấy cái tài khoản Facebook nào mà kêu gọi biểu tình nè, không hay là kích động biểu tình, là chúng ta lập tức chúng ta báo cho những cái cơ quan chức năng để cơ quan chức năng xử lý, không để chúng ta chặn được ngay từ đầu. Giờ này không biết là trong số diễn đàn nó đang bắt đầu kêu gọi rồi, thì chúng ta cũng cố gắng ta tranh thủ chúng ta phát hiện, phát giác tội phạm và tố giác tội phạm cho cơ quan chức năng. Ồ, các bạn nói là hiện tại là có nhiều cái trang nó đang kêu gọi biểu tình đi. cái thứ nhất á, là ở đây á, là một mặt á, là một số cái thành phần qua cái những cái hai lần biểu tình đợt trước đúng không, có những cái thành phần nó đứng ra nó tổ chức, thì ở trên phương diện này là nó chỉ lên trên mạng này nó làm cho hết cái trách nhiệm của nó. Tại vì đa phần những cái thành phần mà tổ chức á, thứ nhất đều đã một cái cam kết
với lại chính quyền địa phương là không tụ tập người. Cái thứ hai nữa là không đi đến những cái điểm để mà gọi là tuyên truyền những cái nó đã làm cái cam kết rồi, mà ngày hôm nay nếu đã nó đã tổ chức nữa thì cái điều đó chắc chắn nó sẽ bị nó sẽ bị bắt. Nên chính vì điều đó có một số thành phần đến bây giờ nó còn không dám về nhà đó. Nên ở đây á, mà nó không về nhà nhưng mà ngược lại nó vẫn lên trên mạng, nó vẫn ra rã, nó kêu. Thì thứ nhất nó có hai cái để nó kêu. Một kêu thứ nhất là nó chứng minh được rằng là nó đã có làm chuyện đó, tại vì cái đó là nó cam kết với những cái thành phần ở nước ngoài nó lên là nó giống như nó báo công, nó có làm. Cái thứ hai nữa là nó một mặt nó cũng gọi là đang nó chia sẻ lại với những cái đồng đội của nó mà đang bị đấu đá với nhau đó. Đây mình phải diễn giải ra những cái phần này để cho các anh chị hay là các nhìn thấy được những cái bản chất của tụi này, chứ thực ra thì nó chỉ kêu gọi là chính. Còn những cái thành phần cầm đầu của tụi nó đa phần ở đây mình dùng từ đa phần là nó đã bị, thứ nhất là bị bắt, cái thứ hai nữa là đã có với cái công an của địa phương, mà dù đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều thành phần ở tỉnh vào đây đã bị làm cái cam kết đó. Vâng, có rất nhiều trường hợp là ở dân tỉnh lên tham gia biểu tình cho nên cũng đã gây ra một số cái làm ách tắc giao thông. Các bạn biết là trong thời gian qua thì tôi cũng có nghe một số nơi, một số tỉnh cũng xử lý một số người tham gia, thì một số người sau khi được hỏi người ta bảo rằng là người ta chưa bị cả, ta tưởng đâu là đất nước mình bị tạo không chính thôi. Một số người là họ có lòng yêu nước thật sự đấy, có nghĩa là họ nghe trên mạng họ nói là Việt Nam mình bán đất cho Tàu rồi, bán hết rồi, bán 99 năm mới lấy lại. Cho nên là họ lo lắng, họ sợ hãi, và cho vì vậy mà họ mới có những cái việc đó là họ tham gia vào cái cuộc biểu tình. Thì mình qua cái đó mình thấy đây là do người ta thiếu thông tin, thiếu nhận thức và bị lợi dụng. Mặt khác ấy, thì có một số tổ chức nước ngoài nó cũng lợi dụng vấn đề, nó kích động vô cái chỗ đó là cái sự đó là nó chia tiền, có nghĩa là nó đưa tiền vô để kích động người ta, lòng tham người ta, mua chuộc để người ta tham gia biểu tình. Một số đối tượng này coi như là hết xài, không có nhiều tiền cho nó chạy yêu nước yêu non gì cả. Đó, cho nên là mà nó cũng ngu ở chỗ vậy. Ta nếu thật sự mà vì tiền, rõ ràng đây chúng ta là những cái người tham gia biểu tình mà nhận tiền, đó chỉ là những con cá nhỏ ăn phần thừa của một con cá lớn thôi. Ông đem về bao nhiêu tiền, ví dụ như nó nói là cho một người biểu tình là 1 triệu đồng, không, nhưng mà thực tế là nó cho có vài trăm ngàn thôi, phần còn lại cái thằng đầu cơ bên trên, cái thằng ở bên trên nó lấy hết rồi. Không, cho nên là vô tình các cuộc biểu tình này tạo ra cái cơ hội làm giàu cho một con số đứa đang là đầu mối tiếp cận tiền của hải ngoại. Do đó cho nên là cái việc tham gia biểu tình của một số người, ông dù rằng có lòng yêu nước đấy, nhưng mà vô tình các vị là tạo điều kiện cơ hội để cho cái bọn đầu cơ chính trị này nó có cơ hội làm giàu. Cần thấy rằng chúng ta đang bị lợi dụng, biết mình bị lợi dụng thì đừng bao giờ để bị lợi dụng lần nữa. Ông khéo nói ngu, mà đợt này tôi nói rồi, nếu mà ra chắc chắn là có ăn nhiều vui ngay. Tôi nói đã nói biểu tình để bày tỏ quan điểm ý kiến của mình, thì khi các vị thấy vấn đề xã hội nào bức xúc các vị nói. Đợt trước đã nói rồi, an ninh mạng luật đặc khu đã có rồi, chúng ta đã lên tiếng thì quốc hội đã đình lại không có bàn về luật đặc khu kinh tế nữa, dời lại cho kỳ họp khóa sau và tiếp tục soạn thảo dự thảo để gửi cho. Đứng hoài luôn. Ông rõ ràng là quốc hội đã lắng nghe ý kiến của nhân dân và đã đình lại và không có và dời cái kỳ họp cho kỳ họp sau mới bàn gì luôn đặc khu. Thế mà người ta vẫn ra biểu tình. Rõ ràng đây là một cái việc đã có sắp đặt, đây là một cái mưu đồ, có một cái ý nó mong muốn phá hoại chứ không phải là muốn đóng góp gì cho xã hội cả. Bởi vì người dân chúng ta là chúng ta đang bức xúc rằng là yêu cầu chính phủ xem xét lại đặc khu không thông qua, vì nó có một cái điều đang bàn bạc, đó là
cho Trung Quốc thuê 99 năm. Khi quốc hội đã nghe, đã đình lại rồi mà tại sao chúng ta vẫn tiếp tục biểu tình? Thì rõ ràng là một số người dân không nắm thông tin, không nắm thông tin và bị lợi, một số đối tượng lại lợi dụng cái điều đó để mà kích động gây náo loạn xã hội. Cũng vậy, luật an ninh mạng đã thông qua rồi, như vậy thì giờ này đây chúng ta có lý do gì nữa để biểu tình? Cái việc biểu tình này là một cái ý đồ của một nhóm người muốn gây náo loạn xã hội, muốn chúng ta bị náo loạn đi để nó tạo điều kiện gây bạo loạn lật đổ, chứ không phải nó mong muốn xây dựng gì đất nước này cả. Rõ ràng nó không có một cái ý gì gọi là xây dựng cả. Hàng hóa của mình xuất sang cái nước sở tại thì nó cấm, nó tẩy chay hàng hóa mình, không cho người dân ở nước sở tại xài hàng hóa người Việt ta. Nó đi qua, nó mua hàng Trung Quốc nó xài, mà nó vẫn ra rã, nó nói là chúng ta là tay sai tạo cộng. Chúng ta thấy rất rõ ràng là bản chất của cái tụi nó, tôi nói thẳng là cái trang gì, Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do, NSW, nó kêu gọi biểu tình. Nhưng thực tế cái đám này nó treo cờ vàng ba sọc, mà cờ vàng ba sọc tới giờ này nó không giúp ích gì được cho đất nước mình, thậm chí còn phá hoại đất nước mình nhiều hơn. Nào là khủng bố ba sạc, nào là tẩy chay hàng hóa Việt Nam, nào là kêu gọi các tổ chức chống đối lại đất nước mình. Cho nên mình thấy được rằng là cái tội này nó chả yêu nước gì cả, mà nó chỉ mong muốn phá hoại, thể hiện cái sự ích kỷ trong chính trị, ích kỷ của bản thân tụi nó, mong muốn cái quyền lợi của cá nhân tụi nó là chính, chứ không phải là nó vì quê hương, vì đất nước, muốn xây dựng đất nước mình đâu. Đấy. Đúng. Nói thế để bà con hiểu, nói thế để bà con nắm được vấn đề. Bà con chưa hiểu điều gì, cứ đến hỏi chính quyền, bà con chưa biết cái gì, chưa thông cái gì. Chính quyền mình ở đó, tổ dân phố ở đó, đảng quỹ, ủy ban, hội đồng nhân dân đó, cái gì chưa hiểu đến đó, hỏi người ta, người ta giải thích cho nghe, sẵn sàng điều đó. Bởi vì chúng ta là người dân, chúng ta đã có những cái nghĩa vụ rồi, chúng ta có quyền rồi thì chúng ta phải có cái nghĩa vụ đó. Quyền lợi chúng ta có hết rồi thì chúng ta phải thể hiện cái nghĩa vụ của mình về đất nước, xây dựng đất nước. Muốn xây dựng thì chúng ta phải đến đóng góp cho chính quyền, chứ không phải ngồi nhà, tổ dân phố mời họp cũng không đi, phường mời họp cũng không đi, đến khi nó quay qua quay lại tố là tôi không có quyền tự do ngôn luận. Mình không có cách văn minh lịch sự nữa. Ví dụ như mình ở có nơi công quyền, người ta có địa chỉ, có nơi tiếp dân, mình đến đó mình có thể là mình sợ tiếng nói mình không có trọng lượng thì mình có, mình họp lại của khu phố mình lấy ý kiến, xong mình lên phường và mình kể cả mình gửi cái ý kiến mình, mà mình còn yêu cầu luôn họ trả lời mình trong thời gian là bao nhiêu và thời gian đó là phải sớm nhất cho mình, đúng không? Cái đó là mình bày tỏ cái chính kiến của mình và cái tiếng nói mình có trọng lượng hơn. Còn ở đây đảng người dân không hiểu được, họ mượn cái cớ là xuống đường để diễn biểu đạt cái ý kiến của mình. Xuống đường thì cái xuống đường đó đi đâu? Chả lẽ đi hết đường này đến đường kia rồi ai là người tiếp mình? Rồi cuối cùng cái kết quả của mình nhận được là ai là người nhận? Chả có ai là người nhận hết. Mà cái điều đầu tiên là mình vi phạm luật lệ giao thông là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa gây cho mất đi cái thiện cảm với những người mình đã, con đường mình đã đi qua. Đó là hai cái điều đó mình chả được cái gì. Cái thứ ba nữa người ta nhìn nhận là mình gì? Cái kiểu của mình là đua đòi theo cái kiểu mà ngoài kia đụng chuyện biểu tình, đúng không? Giống những thành phần bao que xỏ lá, nó cứ gọi là người dân có được quyền biểu tình. Nhưng mà cái câu người dân được quyền biểu tình còn ở dưới là trong khuôn khổ của pháp luật. Mà tại sao nó không nói luôn câu dưới, mà nó chỉ nói là người dân được quyền biểu tình thôi à? Còn bên dưới thì nó bỏ ngỏ. Còn cái thứ hai nữa là nó nói chưa có cái lực biểu tình thì làm sao chiếu theo luật được. Nói đồng ý chưa có cái luật biểu tình, nhưng anh đi xuống đường là anh đã vi phạm luật lệ giao thông, gây ách tắc giao thông, anh đã phạm luật về giao thông rồi. Cái chuyện luật, mỗi một cái một việc là một cái luật khác nhau, nó không phân biệt ra được, mà nó chỉ bao gồm luật của nó là nó bao gồm. Nó bây giờ chưa có luật biểu tình là nó muốn đi đâu đi sao được, đúng không? Nên ở đây trên phương diện mình nói, ở đây mình nói thêm về vấn đề này lại để cho mọi người cùng biết. Không, cái thứ hai nữa, nếu mà tụi nó còn núp ở đây á, xin lỗi đi, lần này tụi bay cứ tổ chức đi rồi xem cái sự việc nó xảy ra như thế nào, đúng không? Chẳng qua cho tụi bay vui vẻ được ngày thôi, chứ còn bây giờ lần này á cứ thử đi, cứ cố thì thử xem đi rồi sẽ thấy, chứ còn mà đừng có bây giờ. Đúng, em có một điều rất hay, đó là sau ngày đầu tiên mà họ náo loạn thì qua ngày hôm sau là ngay lập tức là nhân dân tham gia, bắt đầu quần chúng nhân dân tham gia cùng với lực lượng chức năng trấn áp biểu tình. Đấy, cho nên là chúng ta thấy rất rõ là nếu mà chúng ta muốn ý kiến của mình được
được người khác được trân trọng, và chúng ta phải đến đúng cái nơi có chức năng nhận ý kiến của mình, chứ không phải ra ngoài đường. Chúng ta ra ngoài đường chúng ta hô hào cho ai, chúng ta biểu tình cho trời coi đất coi, à là biểu tình cho xe máy hay người phá bụi. Vấn đề chúng ta là chúng ta biểu tình có văn minh chưa, biểu tình như thế nào. Bây giờ các bạn đi biểu tình chống, biểu chúng ta biểu tình chúng ta chống lại một cái chủ trương đường lối nào đó, thì chúng ta phải đến đúng cái cơ quan chức năng nói lên nguyện vọng của mình. Cái nguyện vọng đó nó phải đúng, nó phải hợp lý, nó phải phù hợp. Bây giờ chúng ta nói lên nguyện vọng của mình thì cái cơ quan chức năng đó người ta tổng hợp lại, rồi người ta lại tiếp tục báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền, rồi từ cơ quan thẩm quyền đó người ta giải quyết, rồi mới giải quyết cho chúng ta, chứ không phải tự nhiên mà nói chúng ta muốn cái gì chúng ta đề đạt lên cái không phải làm theo ý mình liền. Đó là đâu được như vậy. Tại vì chúng ta hoạt động, cơ sở hoạt động của tất cả mọi quốc gia tiến bộ trên thế giới đều trên cơ sở nguyên tắc là số đông. Anh phải đạt được, nó phải trên cơ sở nền tảng quyền lợi của số đông. Anh chỉ là người có ý kiến cá nhân của anh về cái việc A, việc B nào đó, là chỉ vài ba người, cái nhóm người được anh thôi, thì chưa đủ để đảm bảo rằng là quyền lợi của, không ảnh hưởng quyền lợi của số đông còn lại. Cho nên đâu phải là cái gì chúng ta không đồng ý chúng ta ra ngoài đường la hét lên rồi bắt cơ quan chức năng và thực hiện đúng theo cái nguyện vọng của ta mới chịu. Ở đây tất cả đều phải theo luật lệ, và chúng ta phải theo cái quyền lợi của tập thể, của số đông. Đó mới là cái mà chúng ta cần. Đâu phải cái gì các bạn ra tới cơ quan tiếp dân ở trung ương, các bạn đâu cần thiết ra tới đó. Ở nơi đó mà các bạn nói không đúng, nói chậm, nói sai quy luật, làm ảnh hưởng tới lợi ích cộng đồng, người ta cũng đâu có tiếp nhận đơn các bạn, người ta cũng đâu giải quyết cho các bạn. Cái gì nó đúng, nó theo luật và đảm bảo quyền lợi chung của tất cả mọi người. Đó mới là cái mà những người như chúng ta đóng góp cho xã hội, là chúng ta phải biết một điều rằng là phải đến làm việc với cơ quan chức năng, là phải đến đúng với cơ quan, chứ không có cái vụ gì ra ngoài đường mà đứng dơ bản dơ biển. Cái đó là không có văn minh. Bởi trong một xã hội văn minh là người ta phải có chuẩn mực. Sau một xã hội văn minh là phải được chuẩn mực, tất cả đều theo luật cả. Bước ra đường chúng ta phải biết rằng là đi trên lề, người đi bộ đi trên lề, xe gắn máy đi làn nào, xe ô tô đi làn nào, xe tải đi làn nào. Bây giờ chúng ta biểu tình mà chúng ta nhào ra đường, chúng ta hào xuống rồi đi hết ngoài đường, chiếm hết tất cả mọi con đường của người khác, như thế chúng ta là văn minh không? Chúng ta không hề văn minh mà chúng ta còn gây náo loạn, gây rối trật tự công cộng, gây rối an ninh trật tự, gây rối luôn về an toàn giao thông. Bây giờ không lẽ giờ xe ta chạy không được, người ta bị ùn tắc ở đó, hiện tại người ta bao nhiêu? Dụ như là bây giờ các bạn biểu tình là ngay quốc lộ này, cái quốc lộ là trên quốc lộ là có hàng ngàn khách ra vô hàng ngày, người ta ngồi trên các cái xe bội không, rồi hàng hóa, rau củ quả, rồi động vật nó chết, nó hư, nó thúi này, rồi bây giờ là ai chịu trách nhiệm cho cái đó? Chính các bạn là những người tạo ra cái đau khổ cho người khác, chứ có đem lại lợi ích gì cho xã hội này đâu. Nhưng các bạn chỉ cần tập hợp lại với nhau đến trước cơ quan chức năng để biểu đạt ý kiến của mình, gửi cái ý kiến của mình lên để thay quẹt chứng minh được là cái ý kiến của tôi nó chuẩn mực, nó đúng đắn, nó có cơ sở để giúp cho cái cơ quan chức năng người ta hoàn thiện hơn. Và dĩ nhiên ta phải hiểu rằng là trong cái quá trình mà đang hoàn thiện xã hội thì nó có những cái chủ trương chính sách chưa có hợp lý lắm. Như vậy thì chúng ta góp ý cũng là một cái điều để xây dựng xã hội, đó là điều tốt, xã hội cũng cần những con người giống như các bạn đấy. Nhưng mà các bạn phải biết được rằng là ta phải tôn trọng người xung quanh, tôn trọng luật pháp. Khi các bạn lấn chiếm lòng lề đường, các bạn biểu tình, các bạn đã không có tôn trọng những người đi đường, không có tôn trọng gì lao giao thông của người khác. Cho nên là chính các bạn phải là những người thể hiện mình là người văn minh. Nếu các bạn xem biểu tình là một hoạt động văn minh, tiến bộ, thì các bạn cũng phải thể hiện là những con người văn minh tiến bộ khi biểu tình. Đó là không gây ách tắc giao thông. Đứng trên lề, đứng trong công viên, các bạn muốn làm sao đó, các bạn đưa biểu ngữ ra. Biểu tình như thế, người ta thấy, ồ, tiến bộ rồi, cần thiết ra luật biểu tình rồi. Lúc đó mới là cái mà các bạn cần. Còn bây giờ các bạn ra, các bạn ao xuống đường, các bạn gây cản trở giao thông, chính quyền thấy không được rồi. Dân tình của mình, cái trình độ của dân mình như thế mà ra biểu tình là còn phá hoại thôi, chứ đâu có được cái ích lợi gì đâu. Cho nên là người ta chỉ có nước là vì đủ các bạn về nhà nó trấn áp các bạn thôi, chứ đâu có được, các bạn đâu có được cái kết quả cuối cùng. Kết quả của các bạn có được là gì? Đó là náo loạn, không ai nghe ý kiến các bạn cả. Cái điều đó là điều đã thấy mắt rồi, đúng không? Nên ở đây trên phương diện là
mình sống ở một cái đất nước mà trong đất nước nó có luật pháp, thì điều đầu tiên mình phải tôn trọng cái luật pháp đó, rồi tôn trọng những cái người xung quanh mình. Điển hình như những người nói đi xuống đường có tôn trọng những người khác không? Thứ nhất mình đã phạm luật ha, đó về luật pháp về của nhà nước. Rồi cái tình người dân với nhau mình cũng mất làm mất lòng người ta. Thứ nhất là gì? Người ta buôn bán, người ta kinh doanh, mình làm những cái điều đó gần như là làm tê liệt hết mọi cái hoạt động. Thì đương nhiên rồi, là cái vấn đề là mình biểu đạt ý kiến của mình không đúng nơi đúng chỗ. Cái thứ hai, cái ý kiến của mình cũng không đi được tới tai một người khác. Cái thứ ba nữa, tới tai người khác nhưng không có một cái ý nghĩa gì cả. Người ta cảm thấy nhìn cái điều mình làm sai nhiều hơn. Rồi ở trên phương diện mình nhìn qua sự việc vừa rồi, chả có thấy cái gì gọi là mình là người người tốt cả. Cái ý mình tốt nhưng điều mình làm hoàn toàn là sai hết. Đúng rồi, nghĩa là các bạn có những người rất là muốn thể hiện cái lòng yêu nước của mình, sợ Trung Quốc nó thuê đất rồi lấn chiếm luôn chẳng hạn. Các bạn muốn bày tỏ quan điểm của mình để bảo vệ đất nước, đây là một cái điều rất là tốt. Đúng như các bạn vô tình hành động của các bạn đi náo làm náo loạn hay mất trật tự thì nó lại làm cho người khác cảm thấy không an toàn. Lúc này đó, chưa biết Trung Quốc nó chiếm miếng đất nào của mình chưa, mà chính các bạn đang làm náo loạn, làm tổn hại đến xã hội này rất nhiều. Nên là cái thời gian vừa rồi chúng ta thấy là biểu tình như thế là không hiệu quả, biểu tình như thế là gây tổn hại cho xã hội nhiều hơn, không hiệu quả. Cái mất nhiều hơn cái được, mà cái được đó là chả có ai chấp nhận được cái được đó hết. Tại vì sao? Mình làm mà không đúng nơi đúng chỗ. Giống như ở đây mình đã nói rồi, trên cái phương diện họ tụ tập lại công viên Hoàng Thụ, cái đích đến của họ là nơi nào? Chả có cái đích đến. Rồi trên đường đi mỗi người mỗi một cái ý kiến, rồi cuối cùng gì? Chỉ có thấy là ách tắc giao thông là cái đó nhìn thấy rõ nhất. Rồi cuối cùng tới đến chiều ngày, rồi mệt mỏi ai mạnh ai về nhà nấy, rồi cái tiếng nói mình có được cái gì không? Và đến ngày thứ hai, đương nhiên an ninh họ phải sắp xếp để không tránh tình trạng kẹt xe. Tại vì kẹt xe là cái vấn đề những người trễ nải về chuyến bay, rồi những gây rất khó khăn cho họ, rồi gây cả luôn cái hãng hàng không, họ phải thiệt hại bao nhiêu để họ phải chở những người khách đó để cho họ kịp cái những cái gì họ đã đăng ký họ mua vé. Nên ở đây trên cái phương diện này là mình ngồi mình nói thêm ra để cho mọi người nhìn thấy được những cái điểm đó. Chả có gì, chứ đừng gọi là tôi là người dân, tôi được quyền, hay là tôi đi đòi hỏi cái quyền. Ủa, đâu ai lấy cái quyền của mình đâu mà đòi hỏi. Không, cái quyền của mình vẫn có, nhưng quan trọng nhất mình thể hiện cái quyền mình như thế nào để cho người ta biết được rằng mình là người hiểu pháp luật, mình tôn trọng pháp luật. Đó là cái vấn đề chính. Một quốc gia người ta đánh giá là có tiến bộ hay không đó, người ta dò vào cái nền giáo dục, cái dân trí, là cái mức độ luật pháp của người dân nó như thế nào. Rõ ràng trong cái kết quả cuộc biểu tình vừa rồi của ta là đâu có gì đâu. Trước khi các bạn tổ chức biểu tình thì quốc hội đã đình lại cái luật về đặc khu kinh tế rồi. Nghĩa là các bạn không cần biểu tình thì người ta cũng đã đình lại luật đặc khu kinh tế rồi. Bởi vì thông qua mạng xã hội, thông qua nhiều kênh khác nhau, chính phủ, quốc hội đã nghe thấy là và đã chấp nhận và đã lắng nghe ý kiến nhân dân và cuối cùng đã đình lại trước đó 2 ngày rồi. Cho nên cái cuộc biểu tình của các bạn ngày hôm đó hoàn toàn là không có giá trị. Thậm chí là các bạn gây là mất đi một cái ngày làm việc, mất đi những ngày làm việc của các bạn. Như thế rõ ràng là chúng ta là những người bị người khác lợi dụng, bốc đồng, thiếu suy nghĩ, thiếu nhận thức, thiếu thông tin. Rõ ràng là ta không có đủ thông tin. Nếu biết mà luật đặc khu nó đã dừng là cách đó 2 ngày thì mắc mớ gì mình phải tốn hao sức lực đi ra biểu tình chứ. Có là thiếu thông tin, hay là thiếu nhận thức, có nghĩa là mình không nhận thức được là mình phải kiến nghị cho cơ quan nào, cho chỗ nào để có thể tiếng nói của mình có giá trị. Đó là thiếu nhận thức. Còn thiếu thông tin, thiếu nhận thức tạo cho các bạn trở thành những con người thiếu văn hóa, rất thiếu văn hóa. Đứng ở ngoài đường các bạn chửi bới lẫn nhau, hò hét những cái không có liên quan đến biểu tình. Còn thậm chí có một số cái nó chống cả chế độ, rồi lật đổ chế độ. Như thế đâu gọi là biểu tình xây dựng. Cho nên là tôi thấy có sự lợi dụng ở trong đó. Mặt khác, các bạn khi bị cơ quan chức năng
bắt về, mời về. Thì một số người lại khai ra rằng là tôi được thuê mướn đi biểu tình. À, cái này tôi phê bình nhé. Các bạn biểu tình là các bạn từ cơ sở, từ tấm lòng các bạn mới đất nước xây dựng xã hội. Còn các bạn biểu tình vì tiền là tôi nói các bạn cũng phê bình nhé. Những người biểu tình vì tiền là tôi phê bình đấy. Nó như thế mà gọi là cái số đông các bạn chỉ là vì tiền thôi. Không? Về sau cuộc biểu tình thì chửi bới lẫn nhau. Tại sao mày không ra biểu tình, mày kêu gọi không, mày ngồi nhà mày hưởng đô la mà mày không chịu ra biểu tình chung với anh em để anh em bị bắt ngoài này. Không, bị anh em bị bắt ngoài này tùm lum hết mà mày ngồi ở nhà mày gõ máy tính mày cào phím. Không? Mày hưởng đô la trong khi anh em ra bị bắt từ lưa. Không? Mày kèo kè với nhau tiền bạc. Có nghĩa rằng là chúng ta thấy đây phía sau cái hậu trường của cuộc biểu tình vừa rồi các bạn, đó là sự hổ lố của những con người trung lợi chính trị lợi dụng biểu tình để kiếm ăn, ông làm giàu trên cái mồ hôi các bạn đấy. Đa phần là như thế, có thể nói là đến 99% nó là như thế.